rồi, đi làm tân lập à? Hình như là nó nhuộm lông, đúng rồi, nhuộm lông. Màu gì em? Hồng, đây, cái này đỏ cho ra. Ủa dồi ôi. Mà sao đít nó, đít nó hồng này. Không, bọn cắt lông nó hay đi làm sao? Bọn này nó đi tỉa, với cả cái giống này lông nó phải tỉa mới được bông như thế đấy. Ui, trông ngon luôn nha, trông rất là thích chơi. Con xinh á. Ui, ăn chơi nhờ. Con này, nhưng mà như mình nhuộm tóc ấy, thì nó hơi châm chích, nó ngứa, tổng giác, xót ấy. Bọn này nhuộm quá nhỉ, sao nó ngon ăn nhỉ? Bọn này mà có bị châm chích thì nó có biết nói đâu. Không, nhưng mà nó phải chảy chảy nó ấy đi. Nhìn ngon mặt. Ý đó là mình làm sao chuyện đấy này được. Hay là kiểu cam chịu rồi. Hay ở trông ăn chơi hẳn luôn. Ồ, nhìn mặt này hơn thảo luôn. Để trai luôn nha, thì tán gái là không phải lo luôn. Xinh xinh. Giờ mới nhìn ra, người yêu cũ đã khiến tôi thay đổi. À. Chắc bắn có này có tình nè. Đấy. Cái tay sau, lên đời. Đẹp phát thử hỏi luôn.